Một tình huống ném biên nhanh của đội chủ nhà. Alan và đó là Alan. Alan. Đường truyền của Văn Thuận. Rất chính xác. Lê Hoàng Thơ. Một lần nữa đội chủ nhà vươn lên. Và đó lại là Văn Đức. Cú đúp ở trong trận đấu này của số 18 Văn Đức. Trước đó là một tình huống đánh đầu điểm rơi. Và vừa rồi là một tình huống xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để thực hiện một cú đá bồi. Văn Phong đã rất nỗ lực đẩy quả bóng đập đất trước đó, nhưng với pha bóng này thì mọi chuyện là không thể. Ngày hôm nay là một ngày mà số 18 Văn Đức đã có một cái duyên ghi bàn cực lớn. Thế dẫn bàn một lần nữa được tái thiết lập cho đội chủ sân Quy Nhơn. Và đang có một cầu thủ của Thành Công Viettel bị đau. Người đã bị đau ở trong tình huống vừa rồi đó chính là Trương Tiến Anh. Một tình huống ném biên nhanh của đội chủ nhà. Alan và đó là Alan. Hàng thủ của Thành Công Viettel đã làm gì ở trong tình huống vừa rồi? Và hoàn toàn đứng bất động và để cho đối thủ tổ chức một tình huống ném biên nhanh. 3-1 cho Maryland Quy Nhơn Bình Định. Bàn thắng thứ 6 của Alan. Và là bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Bây giờ thì chiến thắng phần nào đó được xây chắc thêm dành cho Văn Lâm và những người đồng đội của mình. Chúng ta cùng nhau theo dõi lại. Các cầu thủ Thành Công Viettel như trở thành những bức tường. Họ quá bị động trong tình huống triển khai ném biên này. Arthur là một người thoát xuống rất sâu ở đáy biên để hút người. Và sau đó là một cú nhả lại rất vừa vặn cho tình huống chuyền điểm chân trái này đến từ Alan. Một lần nữa, hai cầu thủ ngoài biên, Alan, Arthur là người đã trực tiếp mang lại bàn thắng thứ 3 cho Maryland Quy Nhơn Bình Định. Như vậy là Tiến Anh và Tuấn Tài rời sân. Những cầu thủ vào sân là Ngọc Sơn và Xuân Kiên.